thì người ta phơi cho nó khô. Khi nào mình muốn nấu thì mình ngâm nước cái này và mình nấu. Sau khi đồ vô cái máy này nó tạo thành cái viên, nó quay, nó vo tròn, nó tạo thành cái viên á. Đó. Đó là hay luôn. Đó, nguyên một cái băng chuyền vậy đó. Đây là công đoàn làm ra cái bột bản này cả nhà. Cái bột bản mà mình hay dùng để nấu chè á thì mọi người ăn nhiều rồi đúng không? Nhưng mà hôm nay lần đầu tiên Thảo ghé ở Tây Ninh xem người ta làm ra cái bột bản. Bột bản này là từ bột bột mì á cả nhà, bột khoai mì á, người ta kêu là bột năng đó, đó. Từ cuộn mì á. Cái máy đó là nó tạo viên anh hả? À, từ cái máy đó nó tạo thành những cái viên tròn bên trong. À hay vậy. Bột mà sau khi đổ vô cái máy này nó tạo thành cái viên, nó quay, nó vo tròn, nó tạo thành cái viên á. Rất là hay luôn. Lần đầu tiên biết đến luôn. Xong mới đổ qua bên kia để dần nó sàn nó. Khi mà tạo viên xong á thì đến cái khâu này là người ta dần người ta sàn thành cái viên tròn để người ta lấy những cái viên tròn nhất, đều nhất. Hay quá trời luôn, lần đầu tiên mà Thảo biết đến cái họ làm cái bột bản này cả nhà. Cái bột bản này thì ngoài B là kêu bằng bột lọc đó, trong này thì kêu bằng bột năng, trong miền Nam thì kêu bằng bột năng. Đó, người ta sàn này, cái sàn này thì cái viên mà nó không có đạt yêu cầu như vậy là sẽ đưa xuống dưới loại bỏ. Định hình đó cả nhà, thì mọi người biết sao không? Nó thành viên nhưng mà nó rất là dễ vỡ, nó phải qua công đoạn hấp đi rồi sấy thì cái viên bột nó mới cứng trở lại được, chứ còn bây giờ cái viên bột nó rất là mềm, bóp cái là bề à. Đây này, Thảo lấy thử viên là bóp cho mọi người coi này. Đó, như cái viên bột bản này ha, bóp cái là nó bể liền à, đó nó mịn là bể nó thành bột lại trở lại rồi này, đó, nó dễ bể lắm, cái viên bột như vậy đó, nhưng mà bóp cái là bể liền à, nó chỉ có là nhờ nước á, nhờ nước lạnh rồi qua cái vòng quay của cái máy á, thì nó định hình cái viên tròn thôi, nó chưa có cứng được, nhưng mà chút nữa Thảo quay cái viên mà nó thành phẩm á, mọi người coi rất là cứng, bấm bề đâu. Như cái miếng này mình hấp xong, mình bây giờ là nó đã rất là cứng rồi này. Đó, rất là cứng luôn, rất là cứng. Bây giờ là đã bóp cũng được rồi đó, mà còn chút nữa sấy nữa thì nó rất là cứng. Đây những cái viên bột bản này. Giống như trứng ốc bu vàng. Như bột bản này là gần hoàn thành rồi này. Chứ bột bản này giờ đảm bảo là mọi người bóp không về đâu, nó rất là cứng luôn. Thảo lấy vài hộp coi thử. Đây, cứng ngắt luôn, bóp còn y nguyên luôn mà. Không tài nào mà bể hết trơn á. Cứng lắm. Thường ta đồ
cái cối quay tròn tròn nó làm thành cái viên bột tròn đó. Phơi nữa, nói chung là nó còn trải qua khá là nhiều công đoạn, nó mới ra được cái bột thành phẩm để mình mang về mình nấu chè, rồi mình làm bánh nè. Những cái viên bột bán nó sau khi mà vô khuôn á thì nó ra thành những cái viên tròn như vậy nè. Đây bột khoảng bây giờ người ta sẽ cho vào từng cái khay, cho vào từng cái khay để đem đi hấp hấp chín luôn á. Chắc ít người biết đến cái quy trình làm ra cái món bột bột bán này. Cái bột bán này thì nghề của nó làm chung với bột khoai luôn cả nhà. Cái bột khoai ở Hòa Thành Tây Ninh Thảo có khoai lần rồi đó. Nhiều người ăn cái món bánh bánh ít bột bán nè, chè đồ nấu từ bột bán nhưng mà chưa có biết cách làm á. Hôm nay mọi người coi thì thấy cái quy trình làm ra cái món bột bán mình vẫn ăn hàng ngày. Đây mọi người coi rất là hay nè, sau khi mà đổ đầy cái dải băng chuyền này thì sẽ đẩy thẳng băng chuyền này vô lò hấp luôn. Đó, hai chị gái sẽ đẩy nó đi thẳng vô cái lò hấp luôn và người ta đẩy nắp lại luôn đó. Hay chưa, không có phải tốn sức á. À, đây chín rồi đấy cả nhà, sau khi hấp nó chín á thì chị cho ra lò này. Nguyên một cái băng chuyền vậy đó, ra là một lần một băng chuyền vậy luôn. Đây là bột bán sau khi được hấp chín này, vừa mới ra lò xong còn nóng hổi luôn. Cái bột bán mà sau khi mà hấp chín á nó trong lắm, trong quá à. Đây là bột bã mà sau khi hấp rồi nè, hấp rồi thì chút người ta bỏ vô máy để người ta làm cho nó tơi ra trở lại á, để thành những cái viên tròn trở lại rồi nha. Bây giờ thì người ta hấp thì nó nở ra, nó dính vào nhau. Đây cả nhà ơi, những cái viên bột bã mà người ta cho vô khay người ta hấp á thì nó nở ra thì nó chín và nó dính vào nhau này. Chút nữa thì người ta sẽ cho một cái máy nữa để đánh tơi nó ra thành những cái viên trở lại, rồi mới đem lên máy sấy, khi đó mới hoàn thành.
chín thì người ta bắt đầu lấy ra để cho nó nguội. Công việc này nó cũng là khá là nặng nhọc các bạn nhé, vất vả. Hồi này anh có nói vậy cả nhà, cái máy này nó cuốn tròn là tự động cái viên bột nó tròn à, cái lòng tròn này nó cuốn là nó tròn lại à. Hỏi là có làm bằng cách gì không mà nó tròn hay vậy, nó tự động cuốn tròn là cái bột nó đặt lại nó tròn rồi à. Đó, cái này là từ bột khoai mì thôi cả nhà, là miền Nam mình là cái bột năng đó, thì cái là củ khoai mì á, là người ta ngoài Huế thì người ta kêu bằng bột lọc đó, thì làm thành bột bản từ cái bột đơn giản bột sống vậy đó. Anh cho thêm một ít nước, nước đó nước lạnh hay nước sôi anh? Nước lạnh. Dạ, cho nước lạnh vô. Cho nó mềm cái bột và nó có cái đồ kết dính xíu. Rồi sau khi qua cái máy, có cái máy vậy đó, đánh tơi ra. Mọi người có thể thấy anh cho nước vô không? Đó, rồi đánh tơi ra, rồi qua bên kia là đó, nước xuống nè. Đó, đây là anh cho cái hệ thống nước xuống nè. Qua cái máy thì nó thành bột nó mịn như vậy nè, nó mịn mà nó rất là dễ gõ cục á, tại vì nó có nước đó, nó có kết hợp với nước đó, cái bột nó rất dễ gõ cục. Vô cái quả cầu tròn tròn nó quay là nó thành cái viên bột bản tròn lắm, rất là tròn luôn. Rồi anh kiểm tra coi thử đạt chưa, nó đạt yêu cầu chưa là cho ra thôi á. Cùng coi này, cái viên bột bản mà nó tròn rất là đẹp luôn, không ngờ mà nó tròn như vậy luôn á. Cái bột này rồi sẽ còn trải qua rất là nhiều công đoạn nữa, hấp rồi đánh tơi ra rồi đem sấy rồi mới thành thành phẩm đó cả nhà. Đây là chỉ mới một công đoạn đầu thôi,
đây Thảo quay cho mọi người coi cái cần cảnh thành của bạn này. Tròn chưa? Cần lo trời mưa trời nắng gì hết á, đây là bây giờ người ta làm sấy hết trơn rồi đó. Như cái bột khoai á thì người ta đầy bột khoai mà Thảo quay bên ngoài này này, đây cô chú anh chị thấy bột khoai không đó, cái bột khoai đó thì phải cần trời nắng để phơi, nhưng mà bột bán này thì không cần. Bột bán này thì bên trong này người ta sấy bằng biển hết rồi. Đây là những cái viên bột bán mà nó gần khô rồi đó. Đây, nó khô là nó chuyển qua cái màu trắng sữa này. Đó. Là mình mua về mình ngâm là mình nấu chè làm bánh. Thảo quay cần cả cái bột bán thành phẩm cho mọi người coi. Đây là cũng là lần đầu tiên Thảo thấy họ người ta làm ra cái món bột bán này luôn á. Cái này là mình sấy mình cũng phải trợ nó vậy đó cho nó đều á, ở dưới thì nó khô, trên trên nó mặt trên nó chưa có nhiệt á thì nó phải trợ nó vậy cả nhà. Cả nhà biết đây là cái gì không? Đây là hạt lựu á. Thì hạt lựu này thì người ta làm rồi người ta bán để cho mình làm về nấu ra bán bánh lọt đồ cả nhà. Đó, cái hạt lựu này để Thảo quay cần xuống cho mọi người coi. Đó, cái hạt lựu đó, hạt lựu thì nửa đỏ nửa trắng vậy thôi. Người ta cắt nhỏ ra để mà nấu lên thì hạt lựu. Đây thì cái xóm này là cái xóm làm nghề truyền thống á, thủ công truyền thống á. Bột khoai này, bột bán này. Đó, những cái món truyền thống mà dần dần sau này sợ nó mai một á, ít người làm lắm. Cái này thì người ta phơi cho nó khô. Khi nào mình muốn nấu thì mình ngâm nước cái này mà mình nấu. Ở đây thì người ta phơi bột khoai cả nhà, người ta lợi dụng cái nắng mặt trời, người ta phơi bột khoai thì nó sẽ rất là đẹp, ngon. Bột khoai thì sẽ có nhiều màu lắm, màu đỏ, màu vàng, màu xanh và màu trắng của nó nữa, màu trắng nguyên bản của nó nữa. Cái lượng mà lượng màu thì nó chiếm một số nhỏ thôi để nó pha thêm cho nó đẹp thôi, chứ còn màu trắng là chủ đạo. Ở Hòa Thành Tây Ninh này thì giờ hiện tại còn khoảng ba cái cơ sở họ làm cái nghề truyền thống này thôi á, người ta dẹp hết rồi. Đây là một bao bột bán thành phẩm này cả nhà, cơ sở bột bán Thúy Tuyết ở đường Trần Phú, ấp Trường Giang, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, sản xuất ở tại Việt Nam luôn đó. Người ta vô từng bao vậy người ta bán.